mẹ mà nhìn đẹp vậy cha mẹ vui. Một cái khởi tâm thôi mà hôm nay cha mẹ cho cơ hội để làm, để mà có công đức. Một người mà khấn tượng cha mẹ ít nhiều trinh cũng được biết nhiêu phần công đức. Một người khen tượng cha mẹ mà áo choàng đẹp tí cái mão là trinh làm nha. Đừng chi mỗi ngày mình mà ăn ở ngoài ăn qua bữa nay rồi mấy lần mà vitamin thao mỗi thứ bảy là trinh lo đoạn. Là cho nên trinh không cần đọc kinh mà thù nói thôi, con đừng ý lại, đừng đọc nha, hãy đọc đều là có công đức. Thế nói con rùa vàng này có phước cực kỳ. Bây giờ con cù rùa vàng mà Phạm Nhật Diệu mà đổi lời á, sư phụ không cho luôn. Con rùa vàng kia là thôi không biết đi đâu á, con rùa vàng này là bảo đảm là đi lên luôn. Là chúng ta cũng là rùa, nhưng mà cái nguyện lực khi mà mình đã khởi tâm khấn từ một cành hoa hay một cục đá nặng đều khiên được, cái đó là cái lời khấn cực kỳ động lòng chư Phật đó, còn có biết không? Cũng như sư phụ khấn khi cái trái đất này còn sự bất công, sư phụ không là Phật thì hôm nay sư phụ mới cứ lặn hợp xuống đây 1800 kiếp là vậy. Một lời khấn của mình là dính chân ngát á, cũng như Phật Thích Ca cũng có lời khấn ngày địa tạng địa ngục không có người ngày không thành Phật. Phật A Di Đà có 18 nguyện lực phải không? Không có. Là cũng vậy. Cho nên khi chúng ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát, chúng ta phải khấn. Chúng ta muốn làm cho tất cả cộng đồng vui nhộn, chúng ta phải khấn. Cái lời khấn nó là một cái sức mạnh, một cái trợ lực của những vị Phật, những vị vô hình sẽ làm cho mình thành công cái lời nguyện của mình. Mà lời khấn đó là khấn cho tốt. Còn những cái người ác họ cũng có lời khấn của họ, nhưng mà ma quỷ sẽ xúi họ làm được. Cho nên khi mà những người mà cái này mình đang nói chuyện trên, mình không có nói chuyện am, mình đừng bao giờ mình đòi tự tử hay mình giận con mình từ nó, hay là mình đừng giận chồng mình đòi lấy gì, cái đó là mấy ma quỷ nó xúi mình làm thiệt luôn á. Cho nên những cái gì mà không tốt đừng có thân khẩu ý mà. Khi cái ý mình xuất ra là cái khẩu xuất ra, cái ý nó đã có như vậy đúng không? Cho nên đừng bao giờ kèm lại. Mà cái cách để kèm mấy cái đó lại là chỉ ngồi thiền nữa, là vụ chỉ nữa. Ok, đứa đệ tử kế tiếp rồi kim bản hộ pháp, quý vụ nói. Nãy con ngủ gục hả? Tưởng là không có tới phiên con phải không? Có hộ pháp. Những thứ vụ kêu đều là hộ pháp á. Nói đi. Không biết nói gì hồi nãy giờ ngủ. Vậy mới vui. Không biết gì cầm cũng được. Con chào sư phụ với lại tất cả các anh chị em trong gia đình Hội Thiên. Con thực ra con cũng không có gì để nói nhiều hết trơn á, tại chỉ có một vấn đề là con hay ngạc nhiên lắm. Trước giờ con hay cảm thấy là con cảm thấy là không phải hiểu con. Con thấy cái gì? Không ai hiểu con hết. Sao không hiểu con mà con là hộ pháp, cho nên những thứ mà trước khi mà đến ngày đến giờ mà cũng giống như đi trình diện mà đi nhập ngũ vậy đó. Cuộc đời của họ có lùng bùng, không có định hướng tương lai làm gì. Lấy cái này đúng không? Lấy gì thôi, lấy đại cho rồi, miễn có bạn là được. Thì những nước đa số là đang bị cái lùng bùng đó. Đến khi mà gặp cái ngọn hải đăng của Thiên Long Sơn, của một cái sư phụ xuất hiện đó, tự nhiên nghe gom lại hết. Thì ngày xưa đó, là mấy vị cũng nói, con phải ra tiếng nói đầu tiên, thì cả nước hải ngoại, năm châu và quốc nội cũng vậy, là họ mới dùng cái clip của sư phụ, tức là người đầu tiên lên tiếng á. Thì tất cả những linh căn, những người có nhiệm vụ cứu trần để mà độ đời cùng một cái thời đại của sư phụ, họ mới có định hướng được cái đời sống, rồi họ mới chờ đến ngày để mà lập cái hội Long Hoa. Đây là một những người vậy đó. Thì con cứ có gì con cứ nói, con cảm tưởng sao con cứ nói thôi. Dạ con, trước giờ con cũng rất là thích Phật Pháp, nhưng mà con không biết tại sao con không có duyên với lại chùa, với lại các thầy. Nhiều khi con cũng có ý nguyện là vô chùa để xin được
quy y với lại mấy này, nhưng mà con cảm thấy là chú không biết sao mà mình không có duyên được. Thì có một cái tự nhiên không biết sao tự nhiên con lại thấy được cái clip của sư phụ, thì con coi á, thì mới đầu thực sự là con coi có nhiều cái sư phụ nói con thực sự là con không có hiểu, con không có hiểu được hết. Nhưng mà con trong cái lòng của con á, là con rất là tin sư phụ, là những gì sư phụ nói là đều là thật tâm sư phụ nói ra. Mà trước khi con gặp sư phụ là con cũng thật ra con cũng lại cũng xin sám hối là con ở trong gia đình con, khi con ra ngoài thì con rất là rất sợ là phiền lòng những người khác, nhưng mà trong gia đình con thì con lại rất là hung dữ với là những người trong gia đình. Thì khi mà con trước khi gặp sư phụ thì con nghĩ là cái nghiệp con nó nhiều quá, con nghĩ chắc sư phụ sống nhận con. Nhưng mà khi gặp sư phụ thì con thấy sư phụ rất là gần gũi, không biết sao mà con cảm giác rất là thương sư phụ. Con cảm thấy sư phụ cũng rất là thương con rất là cảm ơn sư phụ. Nhưng mà hôm nay con cũng vẫn xin sám hối với lại cha ngài hòa thượng đấy, con mẹ Phật Duy Trì Địa Mẫu với sư phụ, là con vẫn chưa có sửa được cái sân của con, tại vì con vẫn còn rất là nóng tính, con chưa kiểm soát được. Ví dụ như khi mà con lúc họ nói nó không nghe lời thì con vẫn chưa có được cái sự bình tĩnh với lại những người trong gia đình của con. Con cứ thấy hai mấy vị đứng hộ chào mẹ hai trong chùa, nó ổng là mặt dữ quá không. Mấy vị nên nhớ nha, Bồ Tát thần đều nóng tánh là tánh tốt mới nóng nha. Tâm thật tình nóng tánh là để bộc lộ cái sự tốt thì nóng, chứ im mới là nguy hiểm á, lù hù dắt cái luôn chạy á. Cho nên còn nóng nhưng mà đừng có tạo nghiệp, cứ từ từ thay đổi, con hiểu không? Người nên nhớ ra người vợ nóng tánh là người vợ không có làm sai, người vợ im á, cười hè hè á, tối về hỏi cái này nọ đó không biết à. Cho nên nó có cái đó nữa, những vị thần đa số là nóng tánh. Cho nên sư phụ dạy là đừng kia nãy không biết nói ngoài nói đây, đi đâu á đừng có phạm với mấy gì. Thì con có gì để mà chia sẻ con nói xin. Dạ thì có như con có nói là con biết sao mà con không có duyên để vô chùa, thì nhưng mà con có biết là con vẫn biết là thời này là thời mạt pháp, mà con nghĩ là cái thời này á, thời mạt pháp mà các sư thầy giả nhiều quá, mà không biết phải làm sao để mà mình đi đúng đường. Thì con có cứng chứ, con tự con suy nghĩ thôi, thì con sẽ khấn là con cầu xin Phật trời, Phật mẹ Quan Tham Bồ Tát phù hộ cho con được gặp đúng sư để con đi theo. Thì sau đó con gặp sư phụ thì con cảm thấy là con rất là may mắn. Dạ chị, con như vậy thôi, con cảm ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Một cái nữa là thật ra con cảm thấy con là một cái người rất là dở, con không có làm được cái gì giỏi hết á, nhưng mà sư phụ nói là sau này con sẽ đi theo để mà giúp cho sư phụ, thì con hy vọng là hôm nay con cũng cầu xin cha mẹ là cho con có đủ trí tuệ và sức lực để con có thể theo, con giúp được sư phụ. Trước tiên á, sư phụ cũng chúc mừng con vợ chồng hạnh phúc, hai đứa giờ cũng là họ thiên hết,
cũng may á, qua kỳ này không biết kỳ sau nó có cơ hội làm hội thiên không, hay là mốt thằng khác làm hội thiên của ông Trình đấy. Bây giờ ngồi đó, con muốn nói gì không? Nói giùm vợ con đi, chứ bữa con đấu tin cho phụ, ngày qua mình nói rồi, con chỉ vì vợ con vô đây hội thiên chứ thằng này chưa biết tu vậy á. À, cho con nhìn biết mà, giờ bắt đầu biết sợ rồi á, chút chút rồi đó. Vợ con có sứ mệnh á, tâm linh á con. À, nhiều lúc cái tâm linh nó làm cho cái người bình thường nó không có hiểu, nghĩ vợ mình nóng tánh khó tánh, không phải cái tài năng mà trong cái lại gia thức đó, nó muốn bộc phát nhưng mà nó bộc chưa đúng chỗ, nó rất lùng bùng vậy đó, con thể hiểu không? Không nói gì nói đi chồng mà. Còn cây kia đâu? Đây đây. Nói đi. Dạ. Con xin chào sư phụ, chào tất cả các anh chị, các tỷ muội, sư huynh tỷ muội. Mình còn lại vợ mừng quá, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cha kìa. Nhưng mà mất vợ, bữa hổm xếp mất vợ, bữa hổm kỳ rồi qua. Thù lơ. Bài với mấy bài còn ở tử quan nào vậy? Dạ con, tụi con ở sau con lai nào. À, tử con lai nào qua cho thù lơ. Dạ. Bây giờ hết lỡ rồi, nhận lên thử. Thật ra thì con biết là vợ con nóng tính. À, con thì con cũng nóng tính chứ con cũng không hề, con cũng thật thật là con xin nhận là con cũng rất là nóng tính nhưng mà con cũng kiềm chế. Chút ngành nó chặt đi. Tiếp tục nói đi. Dạ. Con con cũng xin nguyện đời này kiếp này là con cũng con cảm ơn sư phụ đã nhận con vô Thiên Tâm Đạo. Con hồi xưa thì con không biết tu. Lúc nhỏ là con làm đời sống cũng cực khổ, con làm nông dân. Rồi hồi nhỏ không có được theo học Phật. Cho nên là con ít vô chùa. Mà đến khi lớn, hồi đó giờ con thấy gặp sư thầy, mấy thầy rồi con thấy là toàn là vì lợi không. Mình nói này, mình nói chuyện mình nè con, đừng nói đụng chạm con. Nói cái cảm tưởng chuyện của con với mình thôi. Con cũng hy vọng là từ bây giờ đến cuối đời là con cũng cầu xin được có sức khỏe để con xin được sám hối. Mỗi con được cơ hội để sám hối mỗi ngày. Được gọi thì mỗi ngày, được làm đệ tử của Thiên Tâm. Và bỏ pin rồi. Hy vọng là từ bây giờ là con cùng với gia đình con là hỗ trợ được đi theo sư phụ và học được học đạo và chuyển về đường đạo. Con rất vui là sau khi vô trong Thiên Tâm Đạo thì cả nhà con là có cái tâm và được sống thiện lành và được giúp mọi người trong nhà được vui vẻ. Mỗi ngày con cũng rất là happy là bởi vì vợ con và con được lên trên ngồi là lạy sám hối và đọc kinh niệm Phật mỗi ngày. Con thời gian 6 tháng trở về đây là con mỗi ngày con được ngồi thiền, con cảm thấy mình rất là phát triển nhiều về thiện tâm. Con xin cảm ơn sư phụ. Hôm nay là ngày giết cha, ngày 9 tháng giêng, vẫn còn là mùng 9 là ngày sám hối. Hồi nãy trên đỉnh núi một mình sư phụ ngồi nói chuyện với cha, sư sám hối. Phụ xin đầu tiên là cho thế giới trở lại ổn định trật tự, mưa thuận gió hòa. Sau đó sư phụ xin cho nước Việt sớm có một sự thay đổi để dân không còn khổ nữa. Và kế tiếp sư phụ xin cho mấy chục triệu đệ tử của sư phụ họ Thiên và tất cả con đây gần sư phụ và ngay đỉnh núi linh thiêng nhất của thời đại này là Thiên Long Sơn. Mình khấn cho huynh đệ tỷ muội mình mấy chục triệu người bệnh, không phải mình chỉ có mấy trăm người họ Thiên đây đâu nghe con. Mấy vị nói bây giờ có mấy chục triệu á, thì nãy sư phụ cũng khấn rồi, thì khi mình lại sám hối đây á, mình có cơ hội hơn những người Việt Nam nha, hơn những người mà không đủ phương tiện tới đây á, thì mình cũng khấn giùm cho chị em mình bên kia nữa, tỷ muội mình cũng đang mang họ Thiên trên thế giới.
Thì riêng phần con á, trước tiên là con phải về trân trọng vợ con, đừng có nóng nữa. Hai đứa bớt nóng. Mỗi lần nóng nhìn nhớ tưởng tới cái mặt sư phụ, là sư phụ tới can ra liền. Yeah. Lấy hai cái gào nước tát hai đứa. Còn ấy thì còn trẻ mà, nhưng mà mấy con phải trân trọng. Có những đây, vô lão ngồi đây, quay lại đây. Tới hôm nay mới biết họ thiên. Con á, mất phần tư tuổi đời mà con biết họ thiên. Không biết một tháng thôi chứ đừng chim mà 10 năm hay là 30 năm hay 40 năm mà biết họ thiên. Sau này mấy đứa con là những nhà lỗi lạc của con ông trời đó, mấy con có biết không? Tại biết tu trước một xóm mấy con còn trẻ, cái trí nhớ có nhiều á. Mấy con đã tiếp thu rất là nhiều thứ. Còn bây giờ tiếp thu gì? Chỉ cần mong chúng ta cha ngồi giống như xí xó cho về trời là phước rồi, chứ học được gì nữa. Đâu ngồi thiền được, cỡ này đâu ngồi thiền được. Ngày hôm qua còn sân nè, đệ tử hay như là Phật. Tự nhiên nghe nói nha, ông nói chuyện không lại kia. Biết cái tâm ổng nói là người đời không có bằng cõi trời tiên tri phải không? Thì Trần Giao Phong ngày qua thua chắc, thua hỏi cái gì cũng thua đúng không? Nhưng mà mình cũng không nên nói như vậy, để cho người ta có cái sự hòa khí, để mình ngồi mình khai thác thử coi truyền thông của đọc TV là đã xảy ra với truyền thông ở trên kia, cái nào đúng và cái nào thật hơn. Tự nhiên làm cái cục hướng nguyên cái buổi đó, cho nên bây giờ phải cắt hết cái đoạn phim đó, lỗi của chúng ta sám hối vụ đó. Cho nên ngày qua cho hộ rất là không có vui, nhưng mà giờ biết làm sao giờ. Như là hoặc cỡ này vẫn còn sân thì uống chi cỡ này, cỡ này. Mấy con đồng ý không? Dạ. À.